bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Đã bao giờ bạn trải qua kinh nghiệm bản thân đang phục vụ Chúa ở một nơi xa và cảm thấy lo lắng cho người thân yêu của mình ở nhà? Có thể lúc đó bạn không tài nào tập trung vào công việc Chúa cho được. Có thể lòng bạn muốn bỏ tất cả để trở về với gia đình. Dù vậy, hãy biết rằng khi con người chúng ta không thể lo liệu thì Đức Chúa Trời chăm lo, không chỉ cho chúng ta mà còn cho cả những người thân yêu của chúng ta. Vậy nên hãy cứ yên tâm phục vụ Ngài. Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Heidi Baker qua chủ đề Hãy hoàn thành nhiệm vụ của con. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con, cũng là Đức Chúa Trời của con tin cậy nơi Ngài. Thi Thiên thứ 91 câu 1 câu 2. Lúc đang ở Anh, dù nghe tin cơn lốc xoáy đổ bộ vào Mozambique, tôi vẫn trung thành với lịch trình mà Chúa đã hoạch định cho tôi. Tôi đã ở lại trên thuyền như Chúa hướng dẫn. Tôi rời thuyền khi Chúa bảo tôi đi giảng ở Đại học Oxford. Sau đó, tôi có bài thuyết giảng tại một nhà thờ ở Pháp. Lúc này, ở Mozambique, tại khu vực gần trung tâm truyền giáo của tôi, 20 tấn đạn dược bắt đầu phát nổ do cái nóng gay gắt của châu Phi. Hai quả tên lửa đã bắn trúng vào trung tâm, ngay vị trí nhà nguyện của khu nhà hành chính. Tôi vô cùng sợ hãi. Xin đổi vé giúp tôi với. Tôi nài nỉ nhân viên của đại lý vé máy bay. Tôi phải về nhà. Nhưng trong lòng tôi cảm nhận Chúa nói với mình, hãy hoàn thành nhiệm vụ của con. Ôi Chúa, làm sao con có thể thực hiện công việc ở đây trong khi tại quê nhà bom đạn đang nổ, bạn bè, người thân và bọn trẻ thì đang kinh hãi. Nhưng tôi cảm nhận cách rõ ràng rằng Chúa muốn chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình và tôi đã nghe theo. Cảm tạ Chúa là không một đứa trẻ nào ở trung tâm bị thương. Chúa đã che chở tất cả dưới bóng cánh của Ngài. Không ai trong số những giáo sĩ của chúng tôi rời đi vì sự an toàn của chính họ. Tất cả đều ở lại để bảo vệ bọn trẻ. Trong khi đó, Đức Thánh Linh dùng sứ điệp tôi giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của những tôi trai tớ gái của Ngài, những người đang sống trong sự khô hạn. Chúa làm tươi mới họ bằng lòng nhân từ, thương xót, sự khích lệ, chữa lành và niềm vui của Ngài. Cuối cùng, khi quay lại Zimbeto, chúng tôi đã ôm bọn trẻ của mình. Chúng tôi đã từng nghĩ mọi người sẽ chạy tán loạn, nhưng không một ai rời đi. Chúng tôi đã tổ chức một buổi thờ phượng Chúa tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì Ngài đã bảo vệ bọn trẻ và mọi ơn lành khác Chúa đã thi hành trên cuộc đời của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đi ra để giúp đỡ những gia đình xung quanh trung tâm truyền giáo, những người bị mất nhà cửa. Chúng tôi nhận nuôi 3 đứa trẻ mồ côi. Trước đây chúng mất cha vì bệnh lao và bây giờ là mẹ chúng qua đời vì tên lửa. Chúng tôi nhìn vào đôi mắt của người mẹ đã mất con và cùng nhau chia sẻ buồn đau với tất cả những đau thương mà mọi người gánh chịu. Nếu hôm nay bạn nghĩ rằng mình cần phải đi đến nơi này, đi về chỗ kia, hãy nhớ rằng trước hết Chúa muốn bạn hãy hoàn thành nhiệm vụ mà Ngài đã giao cho bạn. Đức Chúa Trời là thành tín và Ngài sẽ làm trọn những gì Ngài đã bắt đầu trong bạn. Đừng lo lắng về những điều còn lại. Hãy giao phó mọi sự trong tay Chúa, vì ai ở dưới bóng cánh Ngài đều sẽ được nương náu mình. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng hằng chăm nom, săn sóc con cái của Ngài. Khi chúng con không thể làm được gì, thì Chúa có thể làm tất cả. Vậy nên, con giao phó những người thân yêu của mình trong tay Ngài. Xin Chúa bảo vệ họ và xin ban năng quyền Ngài để con có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Ngài sai phái. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, hôm nay Chúa đang giao cho bạn nhiệm vụ nào? Bạn đang được Chúa sai phái đến đâu? Dù có những lo lắng về nơi bạn hầu việc Chúa, không yên tâm về những việc này người kia, hy vọng bài học hôm nay sẽ giúp bạn yên tâm rằng Chúa lo cho người thân của bạn. Hãy yên tâm và tập trung hoàn thành công việc mà Ngài giao phó cho bạn. Thank you.
Có chương trình này mà tôi sáng nào cũng tỉnh nguyện và cầu nguyện. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Cảm ơn chương trình, cảm tạ Chúa, cầu Chúa ban phước cho những người làm chương trình này. Xin cảm ơn quanquay.vn đã cho tôi một bài học mới. Dù đang nỗ lực đưa người khác đến với Đấng Christ, nhưng không nên bỏ bê mối quan hệ yêu thương đối với các thánh đồ. Xin cầu nguyện cho tôi để có thể thực hành được cả hai. Trên đây là hai trong vô số những lời nhắn đầy khích lệ và yêu thương mà ban biên tập chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày nhận được mỗi ngày. Nếu quý vị được nhắc nhở hoặc cảm động từ những bài học của chương trình, xin đừng ngần ngại gửi tin nhắn về cho chúng tôi tại inbox của fanpage hoặc email chia sẻ amoconeway.vn. Hoặc nếu quý vị muốn đồng hành cùng chương trình trong việc dâng hiến, vui lòng liên hệ hotline 0896164199. Đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh.